Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người bớt chút thời gian cho mình like nữa đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ DeFigo Network. Để tham gia kèo iDot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên cái form này. Ở đây khi mọi người đăng nhập vào đây thì mọi người sẽ chọn cho mình cái biểu tượng ví ở đây nhá. Mọi chọn cho mình biểu tượng ví này, bấm vào đấy. Rồi. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ này cho mình. Mọi người sẽ bấm vào chữ Active. Ok, bây giờ mọi người sẽ điền thông tin cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ bấm vào Register Now này. Tức là mọi người bấm đăng ký đấy, bấm đăng ký Register Now nhé. Rồi bây giờ nhập username kênh của nhập username này. Mọi người sẽ nhập username của mọi người đăng ký nhé. Rồi sau đó nhập địa chỉ email của mọi người này. Tiếp theo là mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu cho mình nhé. Rồi bây giờ các bạn bấm register, sau khi nhập lại mật khẩu bấm vào register cho mình. Mọi người sẽ đợi một lát để cho nó load xem nào. Ok, có phải nó load hơi chậm, mọi người sẽ đợi một lát, nó sẽ load thôi. Hình như mọi người sẽ nhận được token DFG thì phải. Mã token DFG thì sao? Đây là DFO. Có vẻ mạng mình nó hơi chậm thì phải. Ok, sau khi mọi người bấm nhập xong thì mọi người sẽ nhìn thấy này. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy đây này. Mọi người sẽ nhận được là 2000 token DFT nhá. Và nó sẽ cho rút tiền vào ngày 1 tháng 6 thì phải mọi người. 1 tháng July tháng 6 đúng không ạ? 1 tháng 6 là 2022 mọi nhá. Đấy, khá đơn giản đúng không ạ? Nhiệm vụ này khá đơn giản thôi. Và ở đây mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sẽ có một cái link Z để mọi người giới thiệu bạn bè người thân thì phải này. Vậy là Red là sẽ nâng 5 tầng mọi người nhá, Red 5 tầng nhá. Đây. Ở đây mọi người sẽ có một cái link Z để giới thiệu bạn bè người thân. Dự án này làm khá đơn giản thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video vừa rồi, mình hướng dẫn mọi người dự án này đó đến từ DeFigo Wallet. Đây là một dự án chạy trên nền tảng ví DeFigo Wallet nhá. Dự án này thì mọi người có cơ hội nhận được 2000 token DFT dành cho tất cả mọi người nhé. Không phải random mọi người nhé. Anh em lưu ý không phải random, kèo này không random. Tất cả mọi người đều tham gia đều nhận được token. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.